Xin chào quý khách đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến, chuyên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12 thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến khách hàng một căn nhà phố góc hai mặt tiền được thiết kế full nội thất rất là đẹp, nằm trên trục đường Phan Huy X thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài của căn nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến muốn gửi đến khách hàng. Cũng như căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15m và được cái chịu nhà đúc kiên cố 1 trệt và 4 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có phòng khách, phòng bếp và mình sẽ có tới 5 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Với căn nhà được thiết kế góc hai mặt tiền, được các chị mở cửa sổ ra bên ngoài, lấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà này thì đã được các chị full nội thất tặng kèm. Khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được các chị nhà để lại hết cho khách hàng, cũng như là tặng lại hết cho khách hàng. Và với căn nhà mình thì nằm trên một con đường thông, thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán với tất cả các loại ngành nghề. Với một căn nhà nằm đối diện với lại một cái biệt thự, cũng như là gần với cả góc ngã ba, với con đường thông từ trục đường Phan Huy X sang trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, thuận tiện khách hàng mua ở và mở phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Và chỉ với giá 8 tỷ hơn 8 tỷ một chút xíu, quý khách có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được các chị chủ thiết kế full nội thất tặng kèm này. Phía ngoài mình sẽ có một bộ cửa 4 cánh được làm bằng sắt kiên cố và chắc chắn bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa là bộ cửa cuốn với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà. Và mình có một cái khoảng sân ở phía ngoài khoảng độ 1m thì cũng được anh chị đóng, nhưng mình có một cái tủ giày dép với mũ bảo hiểm. Và mình sẽ có khoảng sân nối liền với lại khu vực không gian phòng khách. Và căn nhà mình thì đã được anh chị thiết kế phòng khách ra phía sau căn nhà, cho nên là phòng phía trước để anh chị thiết kế để mình có thể vừa ở vừa kinh doanh buôn bán, và là khu vực để xe hơi nếu như gia đình mình có nhu cầu để xe hơi. Và với sàn nhà mình có gạch đá bóng kính 60 1m2, và hai bên tường cũng được ốp gạch đá cao lên kín tường và có hệ thống đèn chiếu sáng rất là đẹp. Và với căn nhà được thiết kế mình sẽ có 5 phòng ngủ chính, và mình có một phòng master, phòng tắm trông hơi, có bồn tắm nằm và phòng bếp được anh chị thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng. Cho nên khu vực ở dưới tầng trệt này anh chị chỉ thiết kế để mình kinh doanh buôn bán hoặc là để xe hơi ở phía bên ngoài, và phòng khách thì được anh chị dời vào bên trong. Và với căn nhà đang có hướng là hướng chính bắc, phù hợp với hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, và chỉ với giá 8 tỷ hơn 8 tỷ một chút xíu là quý hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong, nằm tại trục đường Phan Huy X thông qua trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà được thiết kế tặng kèm full nội thất rất là đẹp, và đây là khu vực không gian phòng khách nhìn từ bên trong ra bên ngoài. Với căn nhà mình được thiết kế theo kiểu tầng lửng ngược, một căn nhà được thiết kế rất là đẹp với phong cách thiết kế tầng lửng ngược rất là đẹp và rất là thoáng cũng như rất là mát. Đây là khu vực không gian phòng khách của căn nhà. Bên trong mình sẽ có bộ bàn ghế sofa, kệ để tivi, và mình có tivi tặng kèm cũng như một cái nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt phục vụ cho khu vực không gian phòng khách cũng như là khu vực gara để xe của căn nhà, với không gian nhà vệ sinh ở dưới tầng trệt. Và mình cùng nhìn lại các khu vực từ bên trong ra bên ngoài, khách hàng tham quan về một căn nhà đẹp góc hai mặt tiền và được các chị thiết kế tặng kèm full nội thất. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ là quý hàng sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp góc hai mặt tiền được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển lên khu vực không gian tầng lửng, khu vực không gian phòng bếp của căn nhà. Và căn nhà mình thì được các chị thiết kế mở cửa sổ ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát cho căn nhà. Đây là khu vực không gian phòng khác, phòng bếp. Bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa kính cường lực, và bên trong mình sẽ có một bộ bàn ăn được các chị nhà sắm sẵn tặng kèm. Và mình có tủ bếp, kệ bếp được làm bằng chất liệu gỗ an cường và đá hoa cương. Không gian phòng bếp cũng được các chị mở cửa sổ ra bên ngoài để đi ra ban công thấy gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Cũng như khu vực không gian phòng bếp cũng được các chị thiết kế cho mình có một cái máy lạnh thì gia đình sử dụng rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình đang có hướng là hướng chính bắc của khách hàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch, hướng
rất là mát, và với căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà hiện đại, kiến trúc mới năm 2023, với căn nhà góc hai mặt tiền rất là thoáng và rất là mát, và chỉ với giá 8 tỷ 550 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng sổ ngay cho mình một căn nhà đẹp vừa mới được hoàn thiện xong, nằm tại trục đường Phan Rí thông qua trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Với căn nhà mình thì nằm gần với lại ở chợ Phạm Văn Bạch, và bây giờ mình sẽ di chuyển vào khu vực ở bên trong không gian phòng ngủ của căn nhà. Mỗi lầu thì mình đều có cửa sổ cũng như cửa để mở ra cái khoảng sân cũng như là cái con đường ở bên hông căn nhà để lấy gió và ánh sáng, rất thoáng và rất là mát cho căn nhà. Và đây là khu vực không gian phòng ngủ phía trước của căn nhà. Với không gian phòng ngủ phía trước được các chị thiết kế rất là đẹp, rất là thông thoáng. Mình có ban công để đi ra bên ngoài vui chơi và hóng mát, và chỉ với giá 8 tỷ 550 triệu đồng. Còn thương lượng là quý hàng sổ ngay cho mình một căn nhà đẹp đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Mỗi phòng ngủ mình đều có nhà vệ sinh riêng, dụng rất là thuận tiện. Và với căn nhà mình đang có hướng là hướng chính bắc phố chàng thuộc mệnh nhà Đông Tứ Trạch, và chỉ với giá hơn 8 tỷ. Còn thương lượng quý hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình cũng mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Căn nhà được thiết kế rất là đẹp với căn nhà góc hai mặt tiền, và đây là khu vực không gian phòng ngủ số 2 căn nhà. Căn nhà mình thì được các chị thiết kế có 4 phòng ngủ chính, một phòng tắm xông hơi và có bồn tắm nằm. Và với căn nhà mình thì đã được các chị ở nhà full nội thất tặng kèm. Những khi khách hàng mua căn nhà này thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà được các chị để lại hết cho khách hàng. Và căn nhà này thì đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày. Thì mình xin nói là căn nhà này nằm trên trục đường Phan Huy X thông qua trục đường Phạm Văn Bạch thuộc phường 12 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, sát bên là phường 15 quận Tân Bình thành phố Hồ Chí Minh. Và căn nhà mình thì đang có diện tích là ngang 4 m và chiều dài căn nhà mình lên đến 15 m, và được anh chị nhà xây dựng hết đất và được đúc kiên cố tới một trệt, một lửng và ba lầu, đúc theo kiểu tầng lửng ngược. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có ở gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp. Mình có 4 phòng ngủ chính và 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng phía trước của căn nhà. Với căn nhà mình thì đã được anh chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm và chỉ với giá 8 tỷ 550 triệu đồng. Còn thương lượng mạnh, quý hàng đang xem video cảm thấy căn nhà góc hai mặt tiền phù hợp với gia đình mình thì nhanh tay liên hệ về theo số điện thoại đang thị trên màn hình để nhà đất Hoàng Tiến đón hàng đi xem. Di chuyển sang không gian phòng ngủ số 4 căn nhà mình cũng được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm với 4 phòng ngủ chính đã được anh chị full nội thất, và hai phòng ngủ phía sau mình sẽ có bồn tắm nằm được các chị thiết kế rất là đẹp, có cửa sổ mở ra bên ngoài để gió và ánh sáng rất là thoáng và rất là mát. Thứ khách hàng đang xem video hình như đăng ký kênh thì nhà đất Hoàng Tiến luôn cập nhật trước hàng những căn nhà mẫu mã mới, giá cả hợp lý và thương lượng trực tiếp chính chủ. Và như căn nhà này thì nằm trên một con hẻm thông thuận tiện để cứ chàng mua ở và mở văn phòng công ty cũng như kinh doanh buôn bán. Với căn nhà được thiết kế theo kiểu tầng lửng ngược, và với công năng sử dụng thì mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, 6 nhà vệ sinh, phòng thờ, phòng giặt và sân thượng trước sau. Và đây là khu vực phòng thờ phía trước của căn nhà. Chỉ có một cái phòng để mình thờ cúng tổ tiên ông bà, và phía trước thì mình sẽ có khoảng sân cũng như được các chị ở nhà làm cho mình có một cái cầu thang để mình lên trên mái. Và di chuyển ra khu vực phía sau mình sẽ đến với không gian phòng tắm xông hơi, có bồn tắm nằm cũng như là đây là khu vực không gian phòng tắm xông hơi ở phía bên ngoài. Bên ngoài thì mình sẽ có một cái bồn tắm, và bên trong thì mình sẽ có một cái phòng tắm xông hơi, và được các chị thiết kế cho mình có thêm một bộ bàn ghế ở phía bên trên mình lên vui chơi và hóng mát. Với khoảng không gian giếng trời được các chị thiết kế rất là đẹp, rất là thoáng và rất là mát, có cửa sổ mở ra bên ngoài. Và chỉ với giá hơn 8 tỷ một chút
còn thương lượng khách hàng sở ngay cho mình một căn nhà đẹp đã có sổ hồng riêng và giấy tờ pháp lý rõ ràng. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo.